Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube của công ty G Music Mình là Vĩ Siêu Trong video ngày hôm nay Mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng hệ thống không dây mới của hãng Sennheiser Đó là dòng sản phẩm Evolution Wireless Digital hệ thống không dây kỹ thuật số mà mình sẽ gọi là hệ thống EWD. Hệ thống EWD được hãng Sennheiser nghiên cứu và phát triển để đáp ứng với các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp trong thời đại 4.0. Hãng đã cải tiến và nâng cấp rất lớn một loạt các tính năng so với hệ thống không dây trước đây như dòng EW100G4 và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các tính năng mới này về thiết kế, về phần mềm quản lý, số lượng kênh, độ trễ, về giải Dynamic Ranger và về thời lượng sử dụng pin của nó Nói về thiết kế, hệ thống EWD có thiết kế đổi mới so với dòng hệ thống không dây EW100 G4. Nếu như các bạn chưa rõ về một hệ thống không dây bao gồm các thiết bị như thế nào thì mình sẽ giải thích thêm. Một hệ thống không dây sẽ bao gồm một thiết bị phát còn gọi là transmitter. Thì cái transmitter này nó sẽ có thể là một cái micro cầm tay hoặc là một body bag. Thì trên cái body bag này các bạn có thể kết nối với micro gài đầu hoặc micro cài áo mà như mình đang sử dụng ở đây. Và một bộ phận nhận sóng hay là còn gọi là đầu thu receiver trên các bộ phát của hệ thống EWD hãng Sennheiser dường như đã loại bỏ hẳn màn hình hiển thị các thông tin của thiết bị và chuyển nó sang quản lý bằng phần mềm ứng dụng mà mình sẽ giới thiệu sau còn về bộ thu sóng thì ngoài ngoại hình có thay đổi so với dòng EW100G4 thì vẫn sử dụng công nghệ hiển thị màn hình LCD nhưng có điều là các thông tin trên hiển thị trên đó đã được hãng tinh chỉnh lại Uh, hiển thị một cách rõ ràng hơn về các uh, thông tin trên đó để người sử dụng có thể uh, quan sát rõ hơn Ngoài ra đầu thu của dòng EWD còn tích hợp thêm tính năng Bluetooth để kết nối Bluetooth ở đây kết nối không phải là dùng để kết nối vô những cái thiết bị không dây khác mà nó được dùng để kết nối vô cái phần mềm được hãng Sennheiser Uh, gọi tên là EWD CMOS Axis Thì cái phần mềm ứng dụng này mình có để uh, đường link tải về tại phần mô tả dưới đây Hoặc các bạn có thể truy cập vào website của Gmusic để tải phần mềm ứng dụng này về Và cài đặt trên các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng. Tính năng tiếp theo mà mình muốn nói đến đó là số lượng kênh kết nối Hệ thống EWD đã được mở rộng số lượng kinh kết nối lên đến 90 kênh trên băng thông 56 MHz và người dùng có đến 2240 giải tần số để lựa chọn. Các giải tần số được chia đều khoảng cách với nhau ở mỗi 600 kHz. Điều này có nghĩa là khi các bạn sử dụng hệ thống EWD, tính ổn định của nó sẽ cao hơn và đặc biệt là khi các thiết bị phát sóng ở gần nhau sẽ không có tình trạng bị đụng đụng sóng dẫn đến tình trạng nổ âm thanh mà các bạn thường hay gặp Ngoài ra trên đầu thu receiver của hệ thống EWD Hãng còn tích hợp tính năng chuyển đổi mạch nhận tín hiệu thông minh Mà mình có mô tả bằng hình ảnh dưới đây cho các bạn thấy Khi tín hiệu ở một anten bị yếu Mạch chuyển đổi sẽ tự động chuyển sang anten có tín hiệu mạnh hơn Điều này giúp cho hệ thống đảm bảo tín hiệu không bị thất thoát Và độ trễ của hệ thống EWD giữa tín hiệu phát và tín hiệu nhận đã được cải tiến chỉ còn 1.9 mili có thể nói là thấp nhất so với các thiết bị không dây hiện đang có trên thị trường ở thời điểm hiện tại Về giải Dynamic Ranger đây là tính năng mới nhất mà hãng Sennheiser tự hào mang đến cho dòng hệ thống không dây Evolution Wireless Digital này Giải Dynamic Ranger đã được hãng cải tiến lên đến 134 dB cao nhất so với các hệ thống không dây hiện có đang trên thị trường Uh, nó dao động khoảng từ 110 đến 120 decibel. Điều này giúp cho việc âm thanh khi sử dụng hệ thống EWD nó sẽ chi tiết hơn và đầy đủ hơn. Cuối cùng là thời gian sử dụng của hệ thống EWD. Hãng công bố là Hệ thống AWD này có thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng khi chúng ta sử dụng loại pin thông thường, tức là loại pin tốt, còn lên đến 12 tiếng khi sử dụng pin sạc chính hãng của hãng Sennheiser model BA70. Các bạn có thể uh, liên hệ hotline hoặc truy cập vào website của công ty G Music để đặt hàng. Việc này khá là hữu ích khi các bạn sử dụng hệ thống không dây trong các chương trình dài, các show lớn. Khi các bạn sử dụng trong các buổi rehearsal, các buổi uh, biểu diễn mà thời gian nó kéo dài thì chúng ta không phải uh, mất thời gian thay pin vì mỗi lần các bạn thay pin thì người chỉnh sửa mixer hoặc là canh chỉnh âm thanh họ lại là phải làm việc lại từ đầu với hệ thống không dây trên đây là những tính năng mới và nổi bật trên dòng hệ thống không dây Evolution Wireless Digital mà hãng Sennheiser đã nâng cấp mình sẽ có những video hướng dẫn sử dụng hệ thống không dây EWD trong thời gian tới các bạn quan tâm có thể bấm theo dõi và đăng ký follow kênh G Music hoặc các bạn có thể để lại bình luận về những thắc mắc về khi sử dụng hệ thống EWD mình sẽ giải đáp cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.